Ngọc Nga xin chào quý vị và bà con. Trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng với Bình Minh cùng nhau theo dõi buổi bàn giao máy đun viên thức ăn chăn nuôi 8 mega cho khách hàng đến từ Ninh Thuận. Dù rất muốn có mặt trực tiếp để xem quá trình thử máy tại xưởng sản xuất ngày hôm nay, nhưng vì một vài lý do cá nhân nên khách hàng không thể đến được. Nắm bắt được tình hình, nhân viên tư vấn đã nhanh chóng phối hợp với đội ngũ kỹ thuật viên gọi video tường thuật trực tiếp quá trình chạy thử máy cho khách hàng, dù ở xa vẫn có thể theo dõi được. Theo chia sẻ của khách hàng, hiện nay tình trạng giá cám thủy sản tăng chóng mặt, khiến cho chăn nuôi thường không có lãi hoặc lãi rất ít, khiến anh gặp khó khăn. Trước tình trạng đó, khách hàng có xu hướng tự chủ động trong nguồn thức ăn đầu vào cho vật nuôi. Một chiếc máy có thể làm cám viên cho trang trại cá nhà mình được khách hàng tìm kiếm. Với nhu cầu tự sản xuất cám viên nổi cho thủy hải sản theo chế độ dinh dưỡng của mình, tiết kiệm chi phí, tăng cao hiệu quả kinh doanh, sau thời gian dài tìm kiếm trên thị trường, khách hàng đã liên hệ với công ty Bình Minh đặt mua dòng máy đun viên thức ăn chăn nuôi 8 mega. Với dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi 8 mega lắp đặt động cơ điện tải với 1 kW 3 pha sẽ hỗ trợ quý vị tự sản xuất cám viên nổi số lượng lớn cho vật nuôi với năng suất từ 60 đến 80 cân trên 1 giờ. Điểm nổi bật mà dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi 8 mega có được đó là được áp dụng kỹ thuật mới giúp người chăn nuôi tự chế biến cám viên nổi một cách dễ dàng và nhanh chóng. Máy giúp sản xuất được cám nổi, cám chìm cho thủy hải sản và cả cám chín cho lợn, gà nhanh hơn hẳn các máy ép cám viên thông thường nhờ khả năng tự cấp nguyên liệu từ phễu cốc liệu vào đầu ép cám. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị tủ điện giúp cho động cơ của máy được bảo vệ tốt hơn, hạn chế tối đa hiện tượng chập, cháy khi xảy ra sự cố quá tải. Quý vị có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Thay vì phải bỏ một số tiền lớn mua thức ăn cho trang trại cá hàng tháng, thì nay việc sử dụng cám viên nổi sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản lớn chi phí chăn nuôi. Điều đặc biệt, khách hàng dễ dàng tận dụng được nguồn nguyên liệu giá rẻ như bột cám ngô, cám gạo, bột mì, bột sắn, bột cá, hạ giá thành sản xuất xuống thấp, trong khi vẫn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho vật nuôi nhà mình. Ngay bây giờ, kỹ thuật viên đang tiến hành thả cám viên. Với mục đích làm cám viên nổi, như quý vị thấy, cám viên làm ra nổi hoàn toàn 100%, các viên cám trong quá trình ép đã được làm chín, xốp, nên có khả năng nổi lâu trên mặt nước cho cá dễ thấy để ăn. Đến đây thì buổi bàn giao đã đến hồi kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Và mọi thắc mắc xin liên hệ với số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Và hiện tại ở phía trên màn hình là một số video liên quan đến dòng sản phẩm máy đun viên thức ăn chăn nuôi. Quý vị có thể nhấp vào video để tham khảo thêm.